Xin chào các bạn, mình là Phương Trang, chào mừng các bạn đã đến với Thế Giới News. Ngày hôm nay thì mình sẽ đưa đến những tin tức tổng hợp mới nhất, hot nhất có trong 24 giờ qua. Cư dân mạng soi ra Nhật Lê và Quang Hải check in cùng một địa điểm vào ngày trung thu. Nghi vấn cặp đôi Quang Hải và Nhật Lê đường ai nấy đi sau 3 năm mặn nồng nổ ra vào giữa tháng 7 năm 2019 khi một cặp đôi bất ngờ bỏ đi dòng trạng thái đang hẹn hò với nửa kia trên Facebook cá nhân của mình. Nhiều người cho rằng có lẽ cặp đôi đang giận hờn nhau nên mới có hành động như vậy, vì trước đó đã không ít lần cả hai dính đến nghi án rạn nứt tình cảm, nhưng sau tất cả vẫn hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian thì cả hai lại tiếp tục bỏ luôn phần tên thay thế trên Facebook của mình, vốn là tên của nửa kia. Cụ thể là Quang Hải đã bỏ luôn tên thay thế là Lu, nickname của Nhật Lê, và ngược lại Nhật Lê cũng bỏ luôn chữ QH ở phía sau tên Facebook của mình. Chưa dừng lại ở đó, Quang Hải đã xóa hết phần ảnh thân mật với Nhật Lê trên Instagram. Chàng tuyển thủ chỉ giữ lại duy nhất bức ảnh mà đăng hồi tháng 10 năm 2018. Tất cả những hành động đó của cả hai đang ngầm thừa nhận rằng mối tình 3 năm mặn nồng đã thực sự kết thúc. Khi mà tin đồn chia tay vẫn còn đang mơ hồ thì hai người trong cuộc vẫn chưa một lần lên tiếng chính thức, thì mới đây cư dân mạng lại được dịp xoắn não. Không biết là cặp đôi đã chia tay hay chưa, hay là sau tất cả đang yêu lại từ đâu. Vào đúng vào tối trung thu thì Nhật Lê đăng tải một hình ảnh vô cùng xinh xắn nhưng không kém phần quyến rũ trên trang cá nhân với một caption: Trung thu là Tết thiếu nhi, mà sao người lớn cứ đi chơi nhiều. Chuyện thì chẳng có gì đặc biệt cho đến khi mà cư dân mạng phát hiện ra rằng cùng với thời điểm đó, Quang Hải và một số cầu thủ cũng chụp ảnh và check-in tại cùng một địa điểm này. Hai bức ảnh được đăng cách nhau chỉ vài giờ sau đó. Sự vô tình này đã khiến cho cư dân mạng đặt ra một nghi vấn là Quang Hải và Nhật Lê vẫn đang hẹn hò, hay ít nhất là cả hai đã gương vỡ lại lành cùng đi chơi với hội cầu thủ lên trung thu. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng tất cả chỉ là tình cờ, vì không có gì là khẳng định ở bức ảnh của cả hai được khi mà chụp cùng một thời điểm như vậy. Có thể chụp từ trước nhưng mà vô tình đang cùng ngày. Thêm nữa, vào khu Đèn Lồng thì đang là một trong những địa điểm siêu hot của Hà Nội, vì chụp hình chung ở một địa điểm là một chuyện rất là bình thường.